Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ có một chiếc xe với cảm giác lái thể thao cũng như là tiện nghi option của chiếc xe là một mẫu xe hơi sang trọng của nhà BMW. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu về chiếc xe BMW 320i có thể qua trực tiếp cửa hàng Ngọc Diễn Auto. Địa chỉ đơn vị là số 116 Lê Văn Lương. Để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử, đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không gặp nước, bao check test mọi nơi. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết bềm beam LED của nhà BMW. Và đây là những cái chi tiết như là mặt ca lăng, hình quả thật với những cái chi tiết tính năng an toàn, cảm biến, cam 360. Với ngoại thất của chiếc xe này nó là màu đỏ, còn cái hiện tại cái màu này là em warp màu vào anh chị nhé. Anh chị và các bạn không có nhu cầu với cái màu này thì em có thể là cho nó về hiện trạng ban đầu là màu đỏ. Mâm của chiếc xe này thì trang bị mâm hợp kim. Một da lốp của chiếc xe thì cũng rất là dày nha anh chị nhé. Đết lốp của chiếc xe này là đết lốp tuần thứ 21 của 2021. Một chiếc xe sản xuất 2020. Mâm thì trang bị mâm đa lan hợp kim. Với mâm này thì được mâm độ thôi. Nguyên bản của nó thì sẽ không phải là mâm này anh chị nhé. Đấy, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có tích hợp hệ thống cam và những cái phần cáo gương bác chủ đã nâng cấp với bọc carbon. Rất nhiều các chi tiết carbon ở trên chiếc xe này nhằm giúp cho chiếc xe nhìn nó thể thao hơn. Đuôi xe thì với những phần thiết kế ở phần đuôi xe lipo thể thao, ống xả hai bên cân xứng, có trang bị cho anh chị và các bạn tính năng cảm biến cam lùi, giúp anh chị và các bạn có thể an toàn khi lùi xe. Với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng vừa đủ để anh chị và các bạn chứa được đồ thôi, cũng không quá là rộng rãi. Nốt sơ cua bên dưới đây, đồ nghề tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ. Và cốp của chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống cốp điện anh chị nhé. Đây là những cái chi tiết về keo chỉ hay những cái phần có đinh tán keo chỉ ốc áp của chiếc xe thì đều còn nguyên bản, đều không có hiện tượng bị đâm va hay thay thế gì cả. Kính thì được dán kính V-cool. Mọi hoạt động của nó vẫn còn rất là trơn tru anh chị ạ. Và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì em luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại, kiểm tra, đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn, ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Nội thất bên trong thì với những chi tiết bọc da và những cái phần như là hệ thống ốp mạ chrome, những điểm nổi bật tạo lên cho chiếc xe nhìn nó sang hơn. Bên trong đây thì với những phần con ốc bản lề và những phần cột keo. Đấy, đây là cái màu nguyên bản của chiếc xe chị này. Với hệ thống ghế ngồi của chiếc xe thì trang bị ghế da pha lỉ. Và không gian ngồi của chiếc xe thì thoải mái cho ba người ngồi. Ghế da thì vẫn còn trong tình trạng rất mới. Phía sau thì có các phím điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Phía sau cũng như là cổng sạc. Cửa gió điều hòa trung tâm. Tiếp tới đây ta sẽ cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe. Với phần cánh cửa của chiếc xe này thì nó sẽ có những cái chi tiết như là hệ thống keo chỉ và những con ốc. Những phần chỉ của chiếc xe này nó là tôn gập anh chị nhé. Với những phần tôn gập này thì nó sẽ là vấn đề khi mà anh chị và các bạn bị đâm va vào thì mình rất khó làm lại như vậy. Nên các bác có thể rất là dễ dàng đánh giá được về chất lượng tổng thể của chiếc xe này. Đây là những cái phần như hệ thống nhớ ghế này, rồi các phím điều chỉnh lên xuống kính, hệ thống chỉnh gương. Bên trong thì với những phần con ốc bản lề, các chi tiết để anh chị có thể nhìn và cùng đánh giá với em là xem xe có bị đâm va hay không. Ghế ngồi thì trang bị chỉnh điện đầy đủ. Nhớ ghế lái hai vị trí. Chất lượng ghế lái, ghế phụ. Với hệ thống ghế của chiếc xe thì trang bị cho anh chị và các bạn loại ghế thể thao. Lên cảm giác ngồi của chiếc xe thì cũng rất là dễ chịu. Cần số này, rồi những cái tính năng an toàn công nghệ trên mẫu xe này. Đấy, có các chế độ lái rồi là auto hold, start, để lột start top này. Rồi là hệ thống màn hình giải trí, rồi các phím điều chỉnh nhiệt độ. Và những phần như hệ thống vô lăng, bọc da, có lẫy chuyển số thể thao và tích hợp các phím điều chỉnh chức năng cơ bản ở trên vô lăng để giúp anh chị và các bạn có thể vừa lái xe vừa đảm bảo an toàn thao tác sử dụng. Bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe này. Với cái khối động cơ
của chiếc xe BMW chắc chắn sẽ đã làm cho anh chị và các bạn có cái trải nghiệm tuyệt vời, cảm giác lái tốt, khung cầm chắc chắn, máy Tewin Power Turbo cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành trong phố hay đường trường một cách phấn khích. Đây là những cái chi tiết về phần thanh răng, con ốc đinh tán, tất cả các chi tiết đều còn nguyên bản hết. Tem mác ở những phần bóng đèn của chiếc xe vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể mang đi check kiểm tra. Và với chiếc xe BMW 320i hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó chỉ còn khoảng 1 tỷ 185 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.